Welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi các tựa game nhé. Trò đầu tiên là Zombie Tsunami. Nhiệm vụ thì không có, mà đây có rồi. Con zombie biến thành ninja rồi, vài giây nữa là sẽ chưa tăng. Xin một con zombie. Bắt đầu đi tiếp nào. Ôi trời gì, bị thằng đập xuống rồi. Và bị mất ngay sau đó. Rồi trò tiếp theo là Kick the Body. Chọn một món đồ vào. Check out some of the other apps, all right? Choose something else. Cái gì đấy? Con gì? I live in a box. Đấy. No. I'm dying. Đấy. Oh. Ouch. Please. Help me. No, no, no. Ai. Oh. Oh my god. No, 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 no. Help me. What the hell? Die. Oh. No. Chìm đại bàng này. You look like a gay blade, aren't you?
Đây là con rồng dragon. Ở đâu vậy? Thử con thỏ nào. Ôi rồi. Cái con thỏ này làm gì? Không làm gì cả. Chẳng biết làm gì. Con thỏ này cắn. Ok. Còn thiên nhiên nổi giận xem. Cái gì đấy? Không hiểu lắm. Thôi được rồi, chạy sang trò khác nhé. Trò tiếp theo là trận chiến xe tăng. Ok, bắt đầu vào trận chiến rồi. Phải lùi lại. Ôi cái gì đây, cậu thơ máy bay trực thăng. Còn nữa không? Phải đi một đoạn nữa mới có. Đó, đi. Helicopter. Sao mà bắn nổi thử xem. Ok. Và nâng cấp sẽ tăng. Trò tiếp theo của si đua. Đổi nhân vật khác mà. Ok, chọn con gà. Ủa sao đi được?
Cái gì đấy? Cái gì? Cái này gì giống cái bàn chải? Cái gì đấy? Ok, một không gian lạ. Ở đây thấy một căn phòng này, đang đi lão soạn. Thấy vì xe cộ thì đóng đây toàn là máy hút bụi với cây kế chạy qua. Ồ, không ngờ game này cũng khá sáng tạo. Ồ, phải chạy. Mày cái chỗ này không phải ở cái vũng nước để nhảy. Ôi, cũng khá nguy hiểm. Mày hút bụi chạy qua. Ôi, ok. Ừ, cũng khá thú vị. Super Party là trò tiếp theo. Ồ, lại là cái màn này. Điều khiển cũng khó lắm. Ui. Đúng là khó điều khiển. Rồi tới trò bắn bia. Chỉ trúng đúng một quả. Xem như nào. Sợ mình đánh trượt thôi. Ủa? À đây đây. Ồ. Cũng trúng nhá. Rồi không. Bị cũng trúng quả nào. Hãy để đối thủ ghi bàn. Ok, tới là mình. Tiếp theo. Rồi. Trò tiếp theo sẽ là Fire Island chứ. Ok, tớ quên bỏ qua rồi. Đây là màn đấu trường quyết định rồi.
Cái này mình đã chơi lại một thử màn này rồi. Rồi mình sẽ đi theo con đường vòng lặp của trò chơi. Sẽ không có hồi kết. Ông chung đây rồi. Còn cùng nó đã bắt ông ấy đi rồi. Rồi trò tiếp theo có in bộ. Ôi trời, gì đã rơi xuống rồi. Ô đừng, ok, vẫn đi qua được nhá. Được làm đúng là mình không đó. Đổ đi qua cõi cái đường mà nghèo. Ôi không. Ôi trời ơi. Mà đơn giản này vẫn không được. Ôi đừng. Xin lỗi các bạn nhé, hôm nay mình chơi hơi. Rồi, suýt nữa thì. Ui. Đường đi hơi. Đường đi hơi còn nghèo. Đây chẳng cẩn thận. Ôi đừng 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 đừng. Xem nào, tới đây làm gì đây? Trò cuối cùng là xây dấu đó kia. Rồi, đến màn tiếp theo. Cô đừng rơi xuống đâu. Trời ơi. Tạm thời đấy. Chuẩn bị rơi xuống.
Trời ơi, sao vẫn không vượt qua được? Mấy con ao này làm sao mà bay ra ngoài được? Màn cuối cùng nhá. Ôi không được, không được, không được rồi. Ui. Sao vẫn không được? Hình chữ T. Về đến level 223. Video đến hết, cảm ơn các bạn đã xem.